Nhà Nguyên hay là nhà Đại Nguyên là nhà nước kế tục của đế quốc Mông Cổ và đánh dấu lần đầu tiên Trung Hoa chịu sự cai trị của một triều đại do người dân tộc thiểu số lập ra. Triều Nguyên do Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt lập nên vào năm 1271, định đô tại Đại Đô sau khi đế quốc Mông Cổ bị phân nhánh thành 4 quốc gia và Hốt Tất Liệt lên ngôi hoàng đế. Đến năm 1279 thì công diệt Nam Tống, thống nhất Trung Quốc, kết thúc cục diện phân chia hơn 400 năm từ thời Đường Mạt. Trong thời kỳ từ Nguyên Thế Tổ đến Nguyên Vũ Tông, quốc lực Triều Nguyên đạt đến đỉnh cao, về quân sự thì bình định Tây Bắc, song thất bại khi tiến hành chinh phạt Nhật Bản và các quốc gia Đông Nam Á, nhất là thất bại trong 3 lần xâm lấn Đại Việt. Đến giữa triều đại, hoàng vị Triều Nguyên nhiều lần thay đổi, tình hình chính trị không đi vào quỹ đạo. Năm 1368, Trung Nguyên Chương sau khi lập nên Triều Minh đã phái đại tướng Từ Đạt dẫn quân Bắc phạt, công hãm Đại Đô. Nhà Nguyên nói riêng và đế quốc Mông Cổ nói chung đã sụp đổ sau chưa đầy 100 năm tồn tại. Vì sao người Mông Cổ đánh đông dẹp Bắc lẫy lừng một thời nhưng khi lập ra Triều Nguyên trên đất Trung Quốc lại suy tàn nhanh chóng đến như vậy? Nguyên nhân trước hết là không tiến hành thi cử, không thể đưa người có học thức vào trong hệ thống cai trị. Trong thời kỳ nhà Nguyên thống trị, thời gian đầu từng không tổ chức khoa cử. Do vậy trong gần 100 năm tồn tại, trước sau tổng cộng chỉ tiến hành 16 khoa thi, lấy được 1.139 tiến sĩ. Số lượng người đỗ đạt như vậy so với số lượng người có học hành đông đảo thì là quá thưa. Bởi thế, rất nhiều người đọc sách có tài năng không ra làm việc cho nhà Nguyên. Những người Mông Cổ quen đặt thiên hạ trên lưng ngựa, không có sự giúp đỡ của những sĩ phu người Hán, cho nên năng lực cai trị rất thấp là điều có thể thấy. Đồng thời, đội ngũ lãnh đạo cũng chỉ đề xướng người Mông Cổ ở vị trí tối cao. Khảo thí được đưa ra cũng rất khó với người Hán. Điều này cũng khiến con em Mông Cổ và sắc mục mất đi tính tích cực trong học tập và cả chí tiến thủ nữa. Thứ hai là không có một chế độ thừa kế ngai vàng ổn định, ngôi vua luôn bị tranh giành. Việc kế thừa ngôi vua luôn là một đại sự thời cổ đại. Người Mông Cổ có tập quán, khác hẳn chế độ con trưởng thì sẽ được kế thừa ngai vàng như của người Hán. Người Mông Cổ đem tuyệt đại bộ phận cơ nghiệp của người cha truyền cho đứa con nhỏ nhất. Chế độ thừa kế này khi ở trên thảo nguyên du mục tương đối hữu dụng, có thể giúp đứa con út giành được địa vị. Nhưng khi ở trong vấn đề kế nghiệp lớn thì nó lại tiềm ẩn những rủi ro. Sau khi Thành Cát Tư Hãn chết, Hoa Khoát Đài kế vị ngôi vị Đại Hãn, nhưng con út Đà Lôi lại kế thừa tuyệt đại bộ phận binh lực của Thành Cát Tư Hãn. Đợi khi Hoa Khoát Đài chết xong, gia tộc Đà Lôi dựa vào lực lượng hùng mạnh đã lật đổ quyền thống trị của gia tộc Hoa Khoát Đài. Đây cũng là một trong những căn nguyên của nội chiến Mông Cổ. Sau khi Hốt Tất Liệt thành lập Triều Nguyên, vẫn chưa giải quyết xong vấn đề về chế độ thừa kế. Trong thời gian ngắn ngủi từ năm 1295 đến năm 1368, tức là chỉ trong khoảng 7 thập kỷ, Triều Nguyên đã có 10 vị hoàng đế. Một vương triều hỗn loạn như vậy, tự nhiên là sẽ phải tuyệt đại đa số tinh lực dùng vào đấu đá nội bộ mà thôi. Hơn nữa thì sau mỗi lần nổi loạn như vậy, những người ngã xuống nhiều nhất lại là những cấm quân tinh nhuệ tranh giành ngôi vị cho chủ nhân của mình. Sau đó đến thời Nguyên Mạt, các cuộc khởi nghĩa lớn nổ ra, Trung Nguyên Chương Bắc phạt, nội bộ Triều Nguyên còn bị vây hãm trong những cuộc đấu đá khác nhau. Nguyên nhân thứ ba khiến Triều Nguyên không thể tồn tại tới 100 năm, đó là Triều Nguyên liệt người Hán vào đẳng cấp tiện dân thấp nhất. Trong thời kỳ đầu nhà Nguyên thống trị, đem toàn bộ dân chúng trong nước chia thành 4 đẳng cấp. Trong đó người Mông Cổ là nhất đẳng, các cư dân ở Tây Vực là nhị đẳng, người Hán trong lãnh thổ nước Kim, người Khiết Đan, người Nữ Chân là tam đẳng. Còn đại bộ phận người dân từ sông Hoàng Hà về phía Nam liệt vào dạng nam nhân tứ đẳng. Cuối cùng, sự thống trị của Triều Nguyên chính là bị khởi nghĩa nông dân từ phương Nam lật đổ, cho nên Triều Nguyên ngay từ đầu đã phạm sai lầm, đem dân chúng phân chia thành 4 đẳng cấp. Mấy trăm năm sau, những người thống trị Mãn Thanh chính là học được bài học của Triều Nguyên nên đã mở khoa thi, định chế độ kế thừa và các biện pháp khác mới có thể duy trì đến tận năm 1911. Sự sụp đổ của nhà Nguyên ngoài ba lý do chính ở trên, còn bởi một nguyên nhân sâu xa khác, đó là sự tồn tại của một vị thái giám ngoại quốc tên là Phác Bất Hoa, người được coi chính là nhân tố đẩy nhà Nguyên đến chỗ suy tàn. Phác Bất Hoa, hay phiên âm còn là Park Bun Hoa, vốn là người Cao Ly, tức là thuộc đất Triều Tiên ngày nay, được lịch sử Trung Hoa ghi nhận là thái giám ngoại quốc đầu tiên, cũng nhận được sự sủng ái bậc nhất dưới thời nhà vua Nguyên Thuận Đế. Năm 7 tuổi, Phác Bất Hoa tịnh thân vào cung làm nhiệm vụ chuyên dọn dẹp, sửa soạn trà nước. Thời điểm đó thì cũng có một cô gái nhỏ tên là Kỳ Lạc vào cung. Người này được giao việc thêu thùa may vá. Hai đứa trẻ đồng hương thường cùng nhau trò chuyện,
tâm sự về nỗi nhớ nhà Gia Diết. Rồi sau này, Kỳ Lạc đã trở thành bạn tâm giao thân thiết của Phác Bất Hoa. Thời gian trôi đi, Kỳ Lạc dần trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Một lần, con trai của hoàng đế Nguyên Văn Tông là Thỏa Hoan Thiệp Mộc Nhĩ chơi đùa trong cung. Vô tình nhìn thấy Kỳ Lạc, bèn sinh lòng yêu mến và đưa nàng về phủ. Không lâu sau đó thì Thỏa Hoan lên ngôi vua, lấy hiệu là Nguyên Thuận Đế, phong Kỳ Lạc thành nhị hoàng hậu. Dù Kỳ Lạc đã trở thành mẫu nghi thiên hạ, hưởng mọi vinh hoa phú quý nhưng không quên người bạn thân cũ. Bà sai người mời Phác Bất Hoa vào cung của mình, phong chức cho Phác Bất Hoa. Dưới thời nhà Nguyên thì chức mà Phác Bất Hoa đảm nhiệm gọi là Tư Chính Viện. Đây là một bộ phận quản lý ngân khố quốc gia. Theo đánh giá của các chuyên gia sử học, đây là một vị trí béo bở hái ra tiền. Được nhị hoàng hậu giao cho trọng trách như vậy, Phác Bất Hoa không thể bỏ lỡ cơ hội tư lợi cho mình. Lợi dụng vị trí tốt và mối quan hệ thân tình với nhị hoàng hậu, Phác Bất Hoa trở thành kẻ tham ô tích lũy tài sản. Nhờ số tiền tham nhũng, ông ta thường xuyên mang lễ vật tới tặng cho hoàng thân quốc thích và giới quyền quý. Dần dần sự giàu có không còn khiến họ Phác thỏa mãn nữa. Ông ta bắt đầu thèm muốn những vị trí quyền lực cao hơn trong triều đình. Thật trùng hợp, vua nhà Nguyên thời bấy giờ rất tín nhiệm Phác Bất Hoa, thường xuyên phái đi vi hành và cứu tế. Khi con trai của hoàng hậu Kỳ Lạc được phong làm hoàng thái tử, họ Phác nhìn thấy cơ hội của mình ở đó. Ông ta thân chinh đảm nhận mọi việc lớn nhỏ của thái tử, từ bữa ăn tới giấc ngủ. Trong khi đó, Nguyên Thuận Đế không màng triều chính, chán ghét chính sự, chỉ lo hưởng lạc. Vị vua này giao hết quyền lực cho thái tử, thậm chí còn bổ nhiệm tể tướng Sóc Tư Giám do Phác Bất Hoa tiến cử. Vào thời điểm này, họ Phác đã trở thành nhân vật quyền lực trong triều đình. Mọi việc thăng quan tiến chức, xây dựng, mở ngân khố, ban hành quốc sách đều do một tay ông ta quyết định. Trong triều, mọi quan lớn nhỏ không ai dám trái lời. Khi Nguyên Thuận Đế cho phép Phác Bất Hoa, Sóc Tư Giám lên nắm quyền điều hành, triều đình nhà Nguyên bất an, các thế lực nhân cơ hội nổi loạn. Thái tử từ lâu muốn lên ngôi xưng đế, lại thấy cảnh loạn lạc nên nhân cơ hội ép phụ hoàng thoái vị. Lúc này, Phác Bất Hoa và tể tướng cũng như hoàng hậu Kỳ Lạc hoàn toàn về phe thái tử, quyết định lập mưu tạo phản. Nhưng âm mưu chưa thành thì bị vua Nguyên Thuận Đế phát hiện, tất cả bị đưa vào ngục giam giữ. Nhân tình hình rối loạn, một kẻ vốn ghen ghét Phác Bất Hoa đã lẻn vào ngục tối, giết chết cả tể tướng và thái giám. Kết cục, vị thái giám ngoại quốc trong lịch sử phong kiến Trung Hoa đã bỏ mạng ở chốn ngục tù. Kinh thành ngày càng hỗn loạn trong bối cảnh Chu Nguyên Chương đem quân tiến đánh nhà Nguyên. Khi đó, Nguyên Thuận Đế trách cứ thái tử: "Giang sơn nhà Nguyên của ta cuối cùng lụi tàn trong tay hai mẹ con nhà ngươi." Dù nói như vậy nhưng trong lòng ta hiểu rõ, kẻ khiến triều đại đi tới bước cuối cùng chính là do tay của thái giám Phác Bất Hoa tạo ra. Không lâu sau thì triều Nguyên bị diệt vong. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này, những lý giải về việc triều đại nhà Nguyên tại sao không thể cai quản Trung Quốc, không thể cai trị Trung Quốc được tới 100 năm. Nếu cảm thấy thú vị thì bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Và để có một tham chiếu rõ ràng thì bạn có thể tìm kiếm câu chuyện về triều đại nhà Thanh cai trị Trung Quốc 300 năm. Còn bây giờ, xin được nói lời chào tạm biệt.